Ai mua hàng đi? Ai mua hàng nào? Ai mua hàng cho mình đi? Nhà mình có rất loại kẹo ngon. Ai mua hàng đi? Ai mua hàng nào? Nhà em có rất nhiều loại kẹo đây. Ơ hay hay, ở kia có quán bán hàng kìa. Ừ đúng đúng, ở kia có quán bán hàng kìa. Hay là mình ra mua đi. Ừ đi. Nhưng mà tớ quên tiền nhà rồi. Có mang không? Tớ cũng không mang tiền. Thế bây giờ mình làm đi làm nhỉ? Này thôi anh em cứ ra ăn đi rồi tính tiếp. Ok em về đi. Ai mua hàng đi? Ơ em có mua hàng cho anh đi. Anh, nhà mình có bán gì vậy? Nhà anh có đầy các loại kẹo đây này, em xem đi. Vâng ạ, để em xem. Wow. Mà hải có bán gì nhỉ? Hồi nãy anh em mình làm đĩa này. Ừ từ đấy cũng được ấy. Anh ơi bán đi em đĩa cá viên chim gà đĩa xúc xích ạ. Ừ hai em cứ lấy em ạ. Hai em có ăn thương hết không? Có ạ. Có. Ừ để anh lấy nhá. Của hai em đây. Vâng em xin ạ. Ừ hai em ăn đi nhá. Ăn đi hải ơi. Ok ok. Và em ơi, em kêu về rồi em. Vâng ai, em kêu về rồi anh ạ. Thì em cứ ăn đi nhá. Vâng ạ.
là mình đi về. Chào chú, em đi về ạ. Em ơi, quay lại trả tiền cho anh đi em ơi. Hả? Trả tiền anh à, quay lại đi. Ôi em ơi, em không trả anh tiền à? Có tiền gì hả anh? Có tiền tiền cho cái bên chia làm ăn kia không? Em tưởng bạn em trả tiền rồi mà anh. Ôi giời ơi, hàng đấy đã giả